Ai là minh quân của tôi? Chào mọi người. Xin đi, ngồi đây nè. À, không cần đâu, không cần đâu. À, đây đây à, dạo này có hiện tượng El Nino làm cho thời tiết xấu đi. Tôi nấu canh cho cậu uống nè. Nè, uống đi, uống đi, uống đợi đi. Đợi một chút, đợi một chút. Không có gì khác. Nhìn vào màu sắc của bình thường. Ừ, Terry à, uống được rồi. Casey, anh không phải sợ tôi đầu độc Terry chứ? Sao mà được? Terry là người kế vị tướng lãnh của tập đoàn Tiếp Long mà. Còn chăm sóc Rui của tôi sao mà chết sớm được? Đừng tin cô ta, Terry. Mấy tháng trước, cô ta mới nói qua với Matt của tôi thôi. Lúc đó còn nói Terry ngu trước mặt mọi người nữa. Bây giờ trí nhớ của cậu tốt như vậy chắc chắn còn nhớ mà. Anh Huy ngồi đây, ngồi đây nè anh Huy. Ba, anh để. Một lát nữa tôi còn có cuộc họp. Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Trong tương lai, Tiếp Long chúng ta không chỉ có hai công trình cáp Nghĩa Tân và khu Đại Cua đâu. Ở đảo Hải Nam cũng sẽ có một cái. Ba và tập đoàn Dân Sinh đã thầu được miếng đất ở đảo Hải Nam rồi sao? Tôi định ở đó phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng và muốn kiếm một người tập trung phụ trách vào công trình này của tôi. Ba ơi, con làm được. Terry, con đang phụ trách khu Đại Cua rồi. Ba không muốn con bận quá. Hay là giao cho Mét chúng ta đi. Đúng rồi ba. Sao thì con không có theo công trình gì lớn. Ba ơi, con cũng không có công trình nào đang theo. Hay là giao cho con đi. Sao mà con không có gì để làm? Con phải cùng với Lương làm tốt cáp Nhĩ Tân cho ba. Và sau đó con phải làm đám cưới nữa. Không thể phiền con được. Ba ơi, hay là suy nghĩ Mét đi. Ờ, anh rể à, hay là suy nghĩ em đi. Em cũng làm được mà. Em hả? Con có lòng tin với cậu. Vậy sao? Còn Mét của chúng ta nữa. Đúng rồi ba. Anh giúp chủ của anh nói mấy câu tốt đi. Có gì đâu mà nói. Casey, pháp luật đại lục thêm không rành. John à, à dạ. Pháp luật công trình cáp Nhĩ Tân lần trước cũng là cậu làm. Nếu công trình lần này giao cho cậu thì có vấn đề gì hay không? Tuyệt đối không có vấn đề ông lông lớn. Luật sĩ, con làm công trình này với John đi. Dạ thưa ba. Không ngờ những việc của họp hồi nãy chưa gì đã truyền khắp mạng bí mật Quy Long rồi. Chỉ số tuyển chọn người thừa kế của Matt lại tăng lên rồi. Cậu biết con giận cái gì? Vì cậu thua cho anh đúng không? Nhưng cậu không muốn đâu. Cậu à, lúc trước đã kêu cậu học thêm luật đại lục rồi lại không nghe. Bây giờ làm mình thua phòng 2 rồi. Tại cậu bận, bộ phận luật của cậu nhiều việc làm mà. Con không muốn nghe. Chắc bây giờ chỉ còn cách duy nhất này là có thể thắng được bên bà hai mà thôi. Hả? Thật sự phải làm vậy sao? Nói đi, cậu đang nghe nè. Cậu à, cậu không hiểu sao? Nè chị nói đi. Nó muốn làm sao? Nó muốn nói là công việc cậu làm không được thì kêu John qua đây làm. Nó muốn kéo John qua đây. Cái gì? Kéo John qua đây? Vậy sau này cậu đâu còn chỗ đứng ở bộ phận luật nữa? Nè chị, sao không trả lời em? Còn có ai có thể trả lời được cho tôi không? Ông chủ, anh có phải muốn kéo John qua bên bà cả không? Nhưng anh ta sẽ qua giúp chúng ta hay không? Anh ta là người của bà hai kia mà. Mấy chuyện này là do người làm thôi. Với lại pháp luật của khu Đại Cua Kisi cũng không xử lý được. Kêu John qua giúp chúng ta vậy cũng tốt. Ờ, hay đi ta. Cô thông minh đó. Lúc nãy á, cậu định nói rồi, nhưng bị cô ta nói trước thôi. Hồ sơ khu Đại Cua không phải là cậu không làm được, chỉ là nhiều quá thôi. Cậu có muốn trôn qua phụ giúp? Cậu à, cậu không để ý chứ? Ngốc à, sao cậu để ý chứ? Cậu cũng muốn bà cả chúng ta tiếp nhận nhiều người tài kia mà. Cậu và trôn cũng nói chuyện được. Hay là việc kéo trôn qua đây để cho cậu xử lý đi có được không? Nếu vậy thì cậu giúp con làm tốt công việc này nha. Yên tâm đi, cứ giao cho cậu. Chà, chắc là Mét cũng sắp tới rồi. Alo Mét, đang ở đâu đó? Khách sạn Trường Đảo. Khách sạn Trường Đảo? Không phải anh hẹn tôi ở cà phê mối tình đầu hay sao? Trên đây hẹn tôi ở khách sạn Trường Đảo, nên tôi không thể đến thảo luận với anh được rồi. Nhưng mà anh lại kêu tôi làm gấp phần hợp đồng cho anh. Thì đúng là vậy, nhưng mà hồi nãy trên đây chủ động rủ tôi. Nó là muốn cái gì với tôi đó. Cô ấy nhiệt tình như vậy, làm sao tôi từ chối chứ. Phần hợp đồng á, anh làm trước được rồi. Anh trực tiếp hẹn ông Tiêu ra trao đổi luôn đi. Nhưng mà anh cũng nên coi qua phần hợp đồng trước thì đã. Anh chuyên nghiệp mà, không cần coi đâu. Vậy đi, bye bye. Nè, John, cà phê nè. Làm ơn đổi lại giùm tôi ly 7 ướp thêm gừng nóng nha. Anh trộn như vậy luôn sao? Tối qua tôi thức khuya làm gì suốt cả đêm, hình như là bị cảm rồi. Được rồi, cảm ơn. Tội nghiệp vậy, bệnh rồi à?
Sao cô ở đây? Cô không phải ở khách sạn Trường Đảo hay sao hả? Thì tôi biết anh hẹn Mét ở đây thảo luận, nên tôi mới hẹn Mét đi khách sạn Trường Đảo để anh không bàn được đó. Cô đang chơi cái gì vậy? Có phải bây giờ anh đang nghĩ bên bà hai chúng tôi không có anh là không được? Nhưng giờ tôi nói với anh, không có chúng tôi, anh không là gì hết. Thật thứ lỗi, tôi không có nghĩ như vậy đâu. Có phải nghĩ vậy không thì chỉ có anh tự biết. Phần hợp đồng làm xong rồi chưa? Anh hẹn ông Tiêu bằng bạc ở đâu? Thì định đặt một nhà hàng Tây. Anh có làm bài tập không vậy? Ông Tiêu là một người rất truyền thống. Ông ta thích loại vừa uống rượu vừa bàn việc làm ăn với khách. Anh học trò Hải Nam chưa? Trò Hải Nam gì chứ? Trò Hải Nam cũng không biết. 5 phút học xong trò chơi Hải Nam. Peter, em đi chơi 2 trận cho luật sư Hồ coi đi. Dạ được, chuẩn bị 3, 2, 1. Cái dừa, cái dừa, cái dừa, dừa. Gà Hải Nam, 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 gà Hải Nam. Tôi thấy rồi. Cái gì mà chơi trò quái đản vậy? Cái gì mà chơi trò quái đản? Thì đây là trò Hải Nam mà ông Tiêu thích đó. Cho anh cuốn sách về nhà từ từ mà học thuộc nha. Xin lỗi, trò chơi quái đản này tôi sẽ không chơi. Thích chơi thì cô tự mình chơi đi. Nhường đường dùm. Anh có ý gì? Thái độ gì vậy? Anh đứng lại cho tôi. Peter, đi. John, đừng đi mà. Thật ra trò Hải Nam chơi cũng vui lắm. Càng chơi càng thú vị, cùng nhau chơi, cùng nhau học. Có được không hả? Anh thật sự cảm thấy không sao? Không xấu hổ hay sao hả? Hiểu mà, anh là một luật sư lớn, chơi không quen mấy trò như vậy. Nhưng mà anh nghĩ đi, Jenny cũng là bà chủ mà, cũng phải nhìn nét mặt người ta làm thôi. Anh cũng là làm công thôi, có cần phải chịu khổ như vậy hay không? Phải, hồi nãy anh đi như vậy thì rất là bảnh. Nhưng mà chúng ta cũng là người của bà hai mà. Bà hai không tốt thì chúng ta cũng không tốt đẹp gì. Chẳng lẽ giống như người chủ quản bên tạp vụ, đột nhiên nó là chuyển qua bên bà cả liền? Chủ quản bên tạp vụ qua bà cả? Mét cho anh ta lên kia mà. Vậy thì sao? Jenny lúc nào cũng kêu anh ta làm mấy chuyện xấu hổ, chịu không nổi. Thấy bên bà cả khí thế tốt thì nhảy việc. Bây giờ anh ta sống tốt đẹp quá chừng luôn. Nhưng mà mấy cơ hội này không có liên quan tới tôi. Bà hai là chị họ của tôi làm sao nhảy việc được? Tôi cũng giống như anh thôi. Tôi làm việc cho bà hai lâu rồi cũng không thể nhảy việc được đâu. Nè, anh nghĩ vậy là đúng rồi. Tóm lại chuyện của bà hai á, anh em chúng ta cùng nhau làm, cùng nhau học. Cuốn sách giao cho anh, học tập tốt nha. Được không? Thật sự không được mà. Nè, Jenny kêu tôi đưa cho anh, tôi đưa rồi. Không liên quan tới tôi nữa nha. Ý, là John kìa. Ê, thật sự không biết cái này mà. John gì? John kìa, John đó. Cậu nói không kiếm được mà, giờ đang ở đó kìa. Cậu nói cái gì? Ở đây đâu có người chứ. Nguyên một người đứng ở đó kìa, vô thang máy rồi. Mắt của cậu bị bệnh cũng phải thấy cái bóng chứ, cậu giả bộ hả? Ở đâu có người vậy? À, cậu cố tình hả? Cậu không muốn cho John qua bên bà cả sao? Cậu không nói ai biết được chứ. Cậu không muốn John ngồi chỗ cậu. Giờ em trai khôn lắm, làm sao cậu lừa em ấy được? Cậu có cách này. Cậu à, kiếm được John chưa? Cậu vẫn còn chưa kiếm sao? Em trai à, John đó. Thì Liên à, cậu đừng có nói nữa. Cậu làm người bao nhiêu năm rồi, sẽ dùng gì cậu cũng chịu được hết á. Có chuyện gì vậy? Tóm lại John á, cậu kiếm rồi, nhưng hắn nói hắn không qua được. Thật sao? Sao cậu phải giấu em trai chứ? Mau mau lấy ra cho em trai coi. Liên đi. Liên à, đừng mà. Nè, cho lấy cà phê tạt cậu đó. Liên à, đừng có nói nữa con. Thì đúng mà, cậu nói nhẹ nhàng để mời hắn qua, hắn làm vậy với cậu. Cậu cũng không ngờ, thì ra John lại ghét bên bà cả chúng ta như vậy. Cậu tưởng rằng Terry thông minh rồi, thì bên bà cả chúng ta cần người tài gì cũng được. Không ngờ rằng vẫn còn có người cố chấp như vậy. Hắn tạt cậu sao? Giờ lúc nào vậy? Ở chiều nay lúc 3 giờ 15 gì đó. Ở cà phê mối tình đâu? Đúng. Ừ. Anita, kêu Trần Mặt Sắt mang đoạn camera vào khoảng 3 giờ 15 phút ở cà phê mối tình đầu lên cho tôi ngay lập tức. Tại sao phải coi camera vậy? Em phải coi John dám coi thường chúng ta như thế nào. Chết rồi, ly cà phê là con mua tạt cậu. Bây giờ làm sao đây? Sao cậu lại tự nói thời gian thật ra chứ? Cậu đúng là trung thực mà. Không sao đâu, nhất định sẽ qua được vòng này thôi. Đây chính là camera buổi chiều hôm nay ở cà phê mối tình đầu. Ở đây không có chuyện của anh nữa, ra ngoài đi. Dạ. Thì ra góc độ này rõ ràng như vậy. Chết rồi, chuẩn bị đến khúc con tạt cà phê cậu. Cậu ơi, quỳ xuống nhận lỗi đi. Alo. Dây tiền, có biết là tiền của tôi còn nhiều hơn tiền của ông chủ mấy người không? Cậu ơi, cậu làm gì vậy? Dây bị lỏng sợi dây, cột lại thôi mà. Chứ tới đâu rồi?
Cậu nhớ nhầm rồi, hình như không phải là 3 giờ mấy. Cậu nhớ không, mấy giờ? Không phải, buổi sáng 10 giờ mấy. Nhiều thời gian như vậy, thật sự coi lâu lắm. Thôi kệ đi, con còn phải chuẩn bị một lát họp nữa. Không coi nữa hả? Tròn đó xấu vậy, còn kêu hắn qua nữa không? Không cần, kệ hắn đi. Ông chủ, trà sâm đây. Vậy cậu không làm phiền nữa, cậu ra ngoài trước nha. Ê cậu ơi, không cần quỳ nữa đâu. Cậu sợ tới mỏi chân luôn. Sau khi Terry thông minh rồi, lần đầu cậu lừa được nó, cậu sợ nó phát hiện lắm. Không sao không sao, đi thôi đi thôi. Sao rồi, học thế nào rồi? Chơi 2 ván trước. Gà Hải Nam à, gà Hải Nam. Điên quá đi. Cái gì điên? Peter không phải cho anh cuốn sách kêu anh học hay sao? Còn chưa học được nữa à? Tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, tôi sẽ không vì chăm khách cho cô mà đi làm mấy cái trò dớ dẫn như vậy đâu. Nói cái gì mà kích động như vậy chứ? Mét à, anh ở đây là đúng rồi. Trong cuộc họp chúng ta đã nói, chỉ cần tôi hoàn thành bản hợp đồng và trao đổi với ông Tiêu thì tôi không cần phải chơi cái trò Hải Nam gì gì đó. Đúng rồi. Đó. Chồng ơi, trò Hải Nam có ích đó. Trò nè, có một số thứ học sẵn thì không có xấu gì. Học sẵn trước trò Hải Nam, tới lúc đó chắc là có ích. Đó. Tóm lại anh học trò Hải Nam mau mau cho tôi. Hôm sau anh sẽ đi nhà hàng Minh Nhân gặp ông Tiêu. Lúc đó Peter sẽ đi với anh. Peter đi, chứ còn Matt đâu? Tôi và Jenny đi đảo Hải Nam chào hỏi quan cấp trên đó. Ông chủ của anh làm gì cũng phải báo cho anh biết sao? Vợ à, John cũng là quan tâm chúng ta thôi. Cái này không phải là quan tâm mà là việc quyền. Chúng ta tới đảo Hải Nam mất sai thì có liên quan gì tới anh ta? Hai người không phải đi đảo Hải Nam chào hỏi quan cấp cao hay sao? Tiếp khách rồi chúng tôi cũng sẽ mệt, thì mấy sao một chút không được sao? Phải báo danh biết à? Đúng rồi, tôi biết mệt lắm. Tôi học mấy cái trò Hải Nam cũng sẽ mệt mỏi. Nếu như cô thật sự muốn tôi học, vậy thì không cần kêu tôi đi gặp ông Tiêu nữa. Anh có gan thì đi đi. Về đây, ngồi xuống. Xin lỗi Helen. Không sao đâu. Thật ra thì... Xin phép anh, em có hẹn rồi. Tôi nghe đây, kiếm tôi có chuyện gì? Đúng rồi, tôi biết anh từ chối tôi mấy lần rồi, nhưng cũng muốn hỏi là anh có hứng thú ra mở văn phòng luật sư chung với tôi không? Được mà, vậy khi nào ra trao đổi? Sao trả lời nhanh vậy? Anh suy nghĩ kỹ đi, không ở lại Tiếp Long nữa hả? Tôi cũng nghĩ không ra lý do gì tôi ở lại đây nữa. Rebecca, cô có thể tính giúp tôi, nếu bây giờ tôi từ chức đi liền thì phải đền bao nhiêu tiền cho công ty hay không? Hả? Anh muốn từ chức không làm, tại sao vậy? Tôi nghĩ chắc không cần trả lời cô như vậy. Nhưng mà tôi phải đi phỏng vấn người mới. Anh có ngại một lát quay lại kiếm tôi không? Có đồng nghiệp khác có thể giúp cô không? Họ nghỉ phép hết rồi. Hôm nay chỉ có tôi và Helen ở đây, nên một lát anh mới quay lại nha. Chuyện gì vậy? Không có gì, một lát tôi sẽ xử lý. John, có chuyện gì? Em có thể giúp anh hả? Chuyện công tôi nhất định sẽ giúp. Cô đi phỏng vấn trước. Anh muốn biết nếu bây giờ anh từ chức đi liền thì phải đền bao nhiêu tiền cho công ty? Vậy em giúp anh. Số tiền em đã tính giúp anh rồi, viết trên giấy đó. Cảm ơn em. John, tay anh bị trầy kìa, cho anh. Cảm ơn. Để em giúp anh. Được rồi. Cảm ơn em. Không cần khách sáo. Trái ớt vàng à, trái ớt vàng. Cây trái dừa à, cây trái dừa. Cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Coi như ở quán bar sao? Vậy con cũng đừng kỳ thị họ. Người ta cũng là vì công việc thôi mà. Công việc gì chứ? John thân phận gì? Anh ta là luật sư mà. Anh ta chọn với bà hai, có cách nào mà không làm mấy chuyện dở hơi, đâu có giống chúng ta, cao quý như vậy chứ. Cùng với Teddy ngồi uống trà. Uống trà ngon mà, đúng không Teddy? Ê, lại thua. Nghỉ ngơi trước đi. Bây giờ tôi đấu không lại anh luôn. Anh học được nhanh thiệt.
Gà Hải Nam à, gà Hải Nam. Vậy thì tốt rồi, chơi hay mà. Thấy hai người chơi cũng vui lắm kìa. Rồi vậy đi, giờ tôi và Mét ra sân bay đây, đợi tin tốt của hai người. À, dạ phải, cô Long nhỏ, thuận lợi nha. Ừ. Ê, chồng, không có ai ở đây, anh nói với tôi đi. Anh từ chức phải đền bao nhiêu tiền vậy? Anh nói gì vậy? Ê, đừng giấu nữa mà. Bên nhân sự nói chuyện của anh ra rồi, nói anh lên hỏi từ chức phải đền bao nhiêu tiền vậy? Nhưng mà bây giờ anh vẫn ở lại đây, tức là số tiền đền lớn quá anh chịu không nổi đúng không? Cái này không phải là vấn đề tiền, chỉ là vẫn còn lý do tôi ở lại. Vậy được, giờ chúng ta phải gặp ông Tiêu rồi, đi mau. Cạn ly, cạn ly. Rất vui vẻ. Được rồi, được rồi. Giờ cơm thì cũng đã xong rồi. Nghe cô Jenny nói các anh có tiết mục thư giãn gì đó sắp xếp cho tôi. Nói gì đó có hương vị quê hương lắm. Đó là gì vậy? Thật ra không phải là tiết mục biểu diễn gì, nhưng mà có thể chơi cùng với nhau. Chẳng lẽ là trò Hải Nam? Chúng tôi cố tình đi học về anh đó. Vậy anh mau chơi coi coi, xem có đúng chuẩn không. Được. Chuẩn bị. Chuẩn bị 3, 2, 1. Cây trái dừa, cây trái dừa. Gà Hải Nam. Ông chủ của các anh thật là tôn trọng tôi, vì tôi mà phái hai nhân viên cao cấp học trò chơi này phục vụ tôi. Giám đốc, anh qua đây mau lên, kêu hết nhân viên của anh vô coi và quay phim giúp tôi, để tôi mang về quê cho mấy bạn của tôi coi. Dạ. Cố chịu nghe. Sao mà chịu, bây giờ ông ta quay phim phát bà con coi kìa. Nè, hai anh coi, nhiều người cổ vũ như vậy, các cậu hãy mau biểu diễn đi chứ. Được rồi. Chuẩn bị 3, 2, 1. Luật sư Hồ, sao anh ngơ ra không có phản ứng gì hết vậy? Ê, chơi đi, không có hợp đồng là chết chắc đó, chơi đi. Chơi. Đừng có chơi. Cậu Long. Anh là ai? Tôi là người thừa kế tương lai của Tiếp Long. Tôi cho anh biết, nếu như anh không có tâm ký hợp đồng với chúng tôi thì đừng phí thời gian của chúng tôi. Nhân viên của tôi không phải chú Hề, không phải mua vui cho anh. Chúng ta đi. Cậu Long, ông Tiêu, thật xin lỗi. Đừng đi. Nè, đừng đi mà. Nếu như mất hợp đồng này, ông Long lớn sẽ giận lắm. Lúc đó cô Long nhỏ nhất định sẽ đổ trách nhiệm cho tôi và John. Chúng tôi chết chắc đó. Không được đâu John, quay về chắc sẽ còn cứu được. Không được đi. Nếu như có chuyện gì, tôi Long Lực Dương một mình chịu hết. Cậu Long à, anh là người bên bà cả. Công trình là của bà hai chúng tôi theo. Anh chịu cho chúng tôi thì tức là hại chúng tôi rồi. Tôi đến để cứu hai anh. Nếu như hai anh tin tôi thì hợp đồng này nhất định sẽ không bị mất. Người thừa kế tương lai Tiếp Long. Ông Tiêu. Đừng khách sáo nữa, gọi tôi là Gilbert. Anh cũng tự tin đó chứ, dám kéo người đi như vậy. Nhưng cũng chứng tỏ công ty của các anh rất có thực lực. Hả? Anh bạn nhỏ, vậy thì anh không hiểu rồi. Trong suốt thời gian qua, không biết là có bao nhiêu người làm mấy trò hề để tôi vui. Tôi chịu. Nhưng mà tôi càng đánh giá cao những người có thực lực. Và ông chủ của anh là một mô hình như vậy. Ông khách sáo quá rồi đó. Vậy chúng ta đừng phí thời gian nữa. Tôi muốn nghe anh bàn bạc nghiêm túc về báo cáo của anh. Vô đây đi. Vậy được rồi. Tôi nói rồi mà. Sao anh có lòng tin dữ vậy? Jenny chỉ biết làm vẻ bề ngoài, nhưng mà cổ không biết tại sao ông Tiêu lại lấy người vợ hiện tại của mình. Tại sao? Xung quanh ông Tiêu có rất nhiều người con gái chủ động tiếp cận, nhưng vợ của ông ta lại không phải là người đầu tiên chấp nhận lời tỏ tình của ông. Bản kế hoạch này là của bên bà hai các anh. Hai anh tự bàn bạc đi, tôi đi trước đây. John làm tốt lắm. Chưa gì đã bàn bạc hợp ý với ông Tiêu về kỳ một của công trình nhanh như vậy, ký hợp đồng về rồi. Cũng là do Matt lãnh đạo đúng cách. Nhưng tôi nghe ông Tiêu nói hợp tác được là bởi vì hợp đồng của John làm rất là tốt, là công sức của John. Ông Long khách sáo quá rồi. Nhưng có một chút chuyện tôi muốn chia sẻ với mọi người. Thật ra lần này thành công tới như vậy có thể ký được hợp đồng, có một người tôi nhất định phải cảm ơn. Người này chính là anh Long nhỏ, Terry. Công trình này liên quan gì tới Terry chứ? John, đừng có nói. Thật sự không liên quan đến anh ta, nhưng anh ta cho tôi nhiều ý kiến quý báu. Ngược lại, người mà liên quan thì chỉ dựa vào nhân viên đi làm trò hề, còn bản thân thì bay đi đảo Hải Nam để mà ăn chơi. Anh nói cái gì vậy?
Không phải hai con đi gặp ông chủ Tiêu sao? Tụi con hèn chi hai người phơi đen rồi giống người da đen vậy thì ra đi đảo Hải Nam để mà tắm nắng. Đã mập còn ăn cho nhiều, ở đó có nhiều đồ ăn ngon lắm phải không? Cô ấy thì mập, tụi con chỉ là đi qua đó tạo mối quan hệ sớm để sau này tiện cho phát triển thôi. Đúng rồi. Vậy thì hai con đã tạo được mối quan hệ gì mang về đây chưa? John à, cậu cảm thấy công trình này giao cho Terry theo có tốt hơn hay không? Tất nhiên, tôi tin với Terry chắc chắn sẽ hợp tác vui vẻ. Quyết định vậy đi, giải tán. Ba ơi, cảm ơn ba. Người phản bội kia, bây giờ phòng nào cho anh cơm ăn vậy? Anh lại đổi ngược như vậy hả? John à, chúng tôi làm gì sai mà đối xử chúng tôi như vậy chứ? Tôi nói với anh rồi, tôi thật sự không thích chơi trò Hải Nam gì đó. Thật sự thấy rất là xấu hổ. John, qua đây đi, cứ mặc kệ họ. Tôi đi uống cà phê với anh, nhưng lần này nhớ đừng tạt người nữa. Cái gì mà đừng tạt người?